Đây là một xóm Việt Kiều Campuchia và họ đang cư ngụ ngay tại một căn nhà quan nằm ngay tại Sài Gòn. Xóm này đã tồn tại gần 20 năm. Tuy nhiên thì ít ai biết đến, họ có một cuộc sống vô cùng khó khăn. Tuổi thân, tại mình từng tuổi này rồi mà lo con cháu không được rồi tuổi. Con nó không giữ con nó nữa, mình giao cho mình nuôi cháu, mình tuổi thân vậy thôi. Mến chào quý cô bác anh chị, hiện tại thì Phong Bụi đang có mặt tại một xóm Việt Kiều Campuchia nằm ngay tại xã Lê Minh Xuân thuộc huyện Bình Chánh. Và xóm này thì bà con ở đây được khoảng 20 năm rồi. Tuy nhiên thì ít ai biết đến vì bà con ở đây sống trên ghe, rồi gần đây thì bán hết ghe rồi, phải lên ở tạm trong một cái kho thuốc bảo quản. Thì bây giờ thì Phong sẽ ghé thăm một cái gia đình, đó là gia đình của cô Sanh. Thì cô Sanh đợt trước mình có gặp cô Sanh có một lần là cô quá khó khăn đây, cô bán cái ghe của cô và mình mua ghe để ủng hộ cho bà con xóm Việt Kiều bên chợ Bình Điền ở quận 8. Khi mà mình nhớ nhất cái hình ảnh mà lúc mà cô bán cái ghe đi thì có đứa cháu nó khóc khi mà chiếc ghe của nó nhường cho người khác. Bây giờ bé nó đâu mất rồi cô Sanh? Dạ, nó đi chơi đây nè. Hôm trước thì con gặp cô khi mà con chứng kiến cái cảnh đó, dạ, là cô bán cái ghe của mình, dạ, và con mua chiếc ghe đó là trị giá 20 triệu đúng không ạ? 25 triệu để tặng cho một cái cô ở bên cũng xóm Việt Kiều bên Campuchia bên chợ Bình Điền luôn. Thì cái cảm giác lúc đó cô bán cái ghe nó như thế nào? Thì tôi bán ra tôi cũng trả nợ, đây còn thiếu nợ quá trời nhiều. Cái thân tôi là có một chiếc ghe ở đó mà giờ bán mà không có chỗ ở. Còn bây giờ thì mình dựng tạm một cái lều nhỏ như thế này nè trong cái nhà quan. Đây là kho thuốc đúng không ạ? À? Cái kho này kho xưởng gì đó, xưởng thăng bán gì ấy. Thăng đen đen không mà. Dạ. Cô có thể chia sẻ các thành viên trong gia đình mình gồm những ai? Cô nè. Tại bây giờ là tôi mấy gia đình đó ha, mấy người đó ha. Dạ dạ. Dạ bây giờ tôi ở hai chồng với còn hai đứa con, thằng Câm với hai đứa cháu ngoại. Má vừa bỏ là hai cháu ngoại tôi nuôi. Như anh này thì anh có làm việc được không? Dạ không. Cái tay nó gì nè, mới tấy là qua cái đau bao sườn. Ngay cũng được. Bây giờ mình nói chuyện á, như cô nói chuyện với anh thì anh có hiểu không? Dạ nghe được. Dạ mà nó trả lời không được. Ngồi nghe được, anh nghe được không? Anh nói được không? Không. Nhưng mà phát âm được này ha. Dạ có tiếng Hồng. Dạ. Anh biết nhiêu tuổi không? Anh bao nhiêu tuổi không? Cũng không luôn. Còn cô còn hai người nữa là hai đứa con nữa. Hai đứa cháu, thằng nhỏ cái nằm nên nó mới bán nhang rồi đêm hôm mới về nằm ngủ. À là bán nhang ở chùa Phật Cô Đơn á. Phật Cô Đơn. Rồi còn ai nữa vậy cô? Dạ hết rồi, chứ hai đứa cháu rồi nó đi vòng vòng đây là thằng nó đang học. Chưa tới giờ. Con thấy đây là một cái xóm cũng khá là nhiều hộ. Thì bà con ở đây gốc là người Việt mình sống ở bên Campuchia hết. Dạ đúng rồi. Gồm những ai cô có thể giới thiệu con à? Như bà lão này, sống bên Cam luôn hả? Dạ. Dạ. Rồi cái tròi bên này là của ai vậy cô Sanh? Dạ tròi của nhỏ cháu nó ở đó. Còn cái tròi này của mình là dựng lên khi nào? Dựng lên lúc mà tôi bán chiếc ghe tới bây giờ là tôi dựng lên ở tới bây giờ. Cô Sanh có thể chia sẻ cho con biết được là lý do tại sao mà hồi xưa mình lại sống bên Campuchia rồi từ đâu mà mình trở về Việt Nam không? Hồi tôi cũng quên luôn. Tôi xuống hồi đâu năm 75 tới bây giờ luôn. Rồi mà giải phóng nó đưa xuống á. Rồi tôi đi cũng ở dưới ghe không mà đi lang bang vậy đó, tới đâu đậu chỗ đó vậy đó. Rồi giờ về tới thành phố này tôi ở tới bây giờ luôn, là ở đây là 20 mấy năm gì rồi. Tôi biết gì đâu, không có nhớ nhiều. Như bây giờ thì cô nói được lại cái tiếng Campuchia không? Dạ biết mà hơi chút rồi, nó về nó cứng cái lưỡi quá trời. Dạ. Lâu quá cái mình không sử dụng á, cái mình quên. Đúng rồi, quên. Dạ. Dạ biết. Như là ăn cơm hay mình đi theo đường thì mình nói tiếng Campuchia được chút tỉnh vậy thôi, nhiều quá nói không được. Như anh thì không nói được thì có thể bán vé số hoặc là bán nhang hoặc là bán đồ ở chua được không? Đâu có biết tiền đâu. Không biết tiền luôn. Dạ. Nó đi lụm dây chai được. Lụm dây chai ngày kiếm được bao nhiêu? Dạ. Một ngày đâu cũng 2-3 ký mũ gì đó, 2-3 bao mũ bao chắc. Số 5. Ừ. Là 5 bao. Được 50.000, 60.000 vậy đó. À. Từ nhỏ anh bị bẩm sinh luôn hả cô? Dạ. Còn lúc hai lúc ngoài xanh nó ra thì nó biết kêu được có 7-8 tháng gì đó, biết kêu ba ba vậy đó, mâm mâm vậy thôi. Rồi sao nó sáng bệnh đau đó, tới bây giờ nó câm luôn. Rồi tay nó què luôn, cẳng đi rồi sượng sượng luôn, đi không dừng. Là bị bẩm sinh luôn. Dạ. Anh có nói gì đó, anh nằm lên nằm xuống mà. Dạ. Cũng nhưng mà cũng biết kiếm tiền phụ được mẹ là được á. Mẹ đâu? Mẹ đâu, chỉ mẹ thử ấy. Đó. Má. Còn ba. À, hai đứa cháu của cô Sanh là con của ai? Con của cháu của con của người thứ ba, mà cha nó có vợ khác đó, rồi mẹ cũng có chồng khác, cho tôi nuôi tới bây giờ hai đứa cháu. À, một đứa đi học ở tại Cầu Sáng mình. À, có nghĩa là hai đứa cháu của mình là ba mẹ nó không sống nhau nữa, bây giờ thả lại cho bà ngoại nuôi. Bà ngoại. Bà ngoại. Bà ngoại. À. Dạ, tôi nuôi hai đứa cháu. Rồi ba mẹ giờ làm gì? Ba mẹ của mấy đứa nhỏ? Không gành nữa, đứa nhỏ con gái tôi nó có chồng khác, nó ở riêng tư hết trơn, không biết ở đâu. Giờ hiện tại về tôi nuôi hai đứa cháu, một đứa đã học trên Minh Tiến, học từ trường Cầu Sáng. Đứa cháu mới đi vòng đi thì. Dạ. Cô Sanh thì làm công việc gì vậy? Tôi cũng đi bán vé số chút đỉnh này, về nội trợ cho con cái vậy thôi, cơm nước này nọ. Còn chú à? Chú thì tối ngày đi lụm dây chai với xong. Giờ cái lưng ổng cọp, ổng đi làm mướn đâu được. Đây cái không gian sinh hoạt của gia đình này, con xem một xíu nha. Dạ. Là hồi xưa là trước khi bán cái ghe á, là cô Sanh có trên ghe toàn bộ đồ đạc này là nằm trên ghe hết. Dạ đúng rồi. Bây giờ là nó mình gom lại, mình dọn lên trên đây. Dạ. Đây là trong này rồi. Còn cái phòng này thì đó chủ đất cho ở đó, cái xưởng nè. Đây nè. Chỉ bán cái túi đồ thôi. Dạ. Dạ. Bán nhà hiện tại giờ rất là ít đồ đạc nè, mùng mền, chiếu gối. Dạ. Nhưng mà phòng cũng tương đối sạch sẽ. Còn gấp bên này mấy cái ghe này là của ai vậy cô à? Cái đó là mấy xưởng chỗ mà người ta xưởng tàu cát á, Cần Thơ tôi để thêm gì nữa. Dạ. Đó, Cần Thơ tôi cũng dựng vậy đó. Còn bên này là của ai? Góc bên này của ai ạ? Của tôi. Của cô luôn. Dạ. Bàn thờ của cô luôn. Dạ. À, có thờ di ảnh nữa nè. Rồi à, bên chồng, bên ông già chồng ổng thất lạc rồi, năm giặt tới bây giờ không biết chết sống không biết. Rồi thờ đại vậy đó, thất lạc với nhau rồi không được tiếng ở đâu đâu cái chứ. Cái thằng không biết chữ nữa rồi đâu có biết điện cho ai. Mấy chục năm qua thì cô về Việt Nam cô có giấy tờ ở đây chưa? Dạ chưa. Chưa. Dạ có giấy tạm trú này nọ ở Long Xuyên mình lên đây vậy đó. Dạ. Dạ. Vậy là cô là đầu tiên là cô về Việt Nam mà cô sống ở đỉnh nào? Đầu tiên từ trên Campuchia về ở Long Xuyên, tỉnh An Giang mình. Rồi ở đâu thời gian vậy đó, đi thả ghe đi vô trong Sóc Trăng luôn. Dạ, cũng bà đậu với ghe, ở với ghe luôn. Bây giờ thất lạc lên tới đây, ở đây tới giờ luôn. Rồi biết lý do tại sao mà từ dưới Sóc Trăng mà dạt lên trên này không ạ? Ở chợ dưới thì làm không được, cái gì ăn trên chứ bán cái số cũng chậm chạp nữa. Cũng có hai chồng không mà, chứ hai đứa con nhỏ vậy thôi, hai đứa cháu. Hoàn cảnh cũng khó khăn quá rồi thất lạc lên tới đây. Còn ở đây thì cũng thấy là cũng có đông đúc các cái hộ gia đình cũng là người Campuchia. Dạ, con thấy nên thất lạc với nhau đó, đồng con tụ với nhau ở sống. Cái giai đoạn nào mà cô thấy cái gia đình mình khó khăn nhất không? Dạ, sao? Cái giai đoạn nào mà cô thấy gia đình mình khổ nhất không? Thời điểm nào từ đó đến giờ? Dạ từ đó tới giờ luôn ha. Dạ. Thì tôi đó giờ luôn tôi cũng đi làm với xong suối chứ không gì không có chỗ nào ở. Mai mốt đậu chỗ này, mốt bữa kia đậu chỗ kia vậy đó. Thất lạc như vậy đó. Rồi lên tới đây mình ở đây được hai mấy năm thôi. Ở sao cô biết cái bến này mà cô về đây cô sống? Hay là đi đậu đại à? Đậu đại, chỗ nào cũng đậu đại. Sống trên ghe rồi mới về lên trên bờ được khoảng hơn tháng nay thôi. Dạ, từ bán ghe tới giờ lên tới đây ở đây. À, con có một cái thắc mắc là tại sao mà cô nợ tiền dữ vậy? Nợ tiền hồi năm bệnh dịch á, làm không được. Rồi đầu chồng đau xương sống nữa, rồi mắc sở làm đó. Đó thì mới mà đi lụm dây chai xuồng nhỏ, mua dây xuồng nhỏ dưới đó, lụm dây chai sống. Nấu đúc qua ngày vậy đó, tới bây giờ luôn. Là do 2 năm dịch bệnh mình không làm ăn được, mình không buôn bán gì được. Dạ, thì mình mượn đỡ tiền người khác để mình xài sống trong gia đình vậy. Và có lãi nhiều không ạ? Thì lãi cũng ít thôi, 1 triệu vậy em 1,1 triệu á. Dạ 1 triệu chị 1,1 triệu á. Vậy là 3 triệu, 30 triệu là mỗi tháng là 3 triệu tiền lãi. Dạ đúng rồi, 3 triệu là 1 tháng là đóng là 300 ngàn. Thì cô mượn tổng là 30 triệu đúng không ạ? 30 triệu rồi bán ghe cho ba mấy triệu luôn, bán ghe trả hết 20 triệu rồi. Dạ, cũng còn 10 mấy triệu vậy đó. Rồi tháng nào cũng đóng lại hết. Dạ đúng rồi. Vậy cũng đâu có đủ thiếu để mình trang trải cuộc sống mình đâu. Thì làm túp ăn này nọ, nhưng mua có gì ăn cái nấy mà chứ. Khổ đến theo khổ chứ sao giờ. Sáng giờ cô đi làm chưa ạ? Tính sửa soạn đi ra chùa bán nhang mà. Đi bán vé số. Dạ. Dạ. Vé số là mỗi ngày cô bán được khoảng bao nhiêu tờ vậy cô Sanh? Từ tối tới chắc trưa là cũng 100 tờ. Dạ bán 100 tờ. Với giờ nhờ nhang chung nhau. À, thấy ở đây thì nó rất là giống với các cái xóm Việt Kiều khác. Ai cũng khổ, khó khăn với nhau hết à. Ở này là một cái khu đất trống mà người ta dựng lại những cái căn nhà nhỏ như thế này. Bên này là nhà của chị hả? Không hả? Là mình cái nhà kế bên này của ai vậy? Dạ của nhỏ cháu ở đó. Bà đâu rồi? Nó cũng đi làm cái xưởng này đây nè. Dạ. Ngủ đâu chổng hay gì tôi. Ở này mình có điện nữa không ta? Dạ có. Câu nhờ bên cái xưởng cát bên đây nè. Họ cho. Dạ. Vậy phần lớn ở đây là bà con ở đây là sống nhờ cái chùa Phật Cô Đơn này thôi. Là bán nhang, buôn bán. Dạ đúng rồi. Như còn bà lão này sống với ai? Bà lão sống mình ơn nè. Mình ơn nè. Bà cũng là người gốc bên Cam luôn. Tôi ngồi Campuchia mà. À. Rồi bà đi theo chung với cô Sanh luôn không? Ở đâu lợ đó. Rồi tôi lợ trước, bà lợ sau. Vậy là ở đâu là không biết tại sao tự nhiên mình quần tụ lại thành cái xóm Việt Kiều vậy hả? Dạ. Tại vì thất lạc rồi nhà mình đi về vậy đó. Được lớn miệng với nhau không à. Thấy nó tôi bán được nha nè. Đi làm cá chung với nhau. À làm chung vậy xong rồi quen biết xong rồi rủ nhau về đây sống. Rồi đó đó. Ông tôi về trước bộ. Về trước? Dạ. Mấy bà này ở đâu đợi người ta tốt đây luôn. Đổi lại đây. Không biết đâu. Tính ra là tổng cộng nếu mà điểm mặt hết ở đây là chắc khoảng phải 30-40 người à. Dạ không gần nữa, không nghe tiếp. Tội nhất anh đây nè, không nghe được. Còn nhỏ con gái trong thì nó con mắt nó cũng mờ, nó không thấy đường. Đứa cháu á ha. Con. À, thằng cháu nè. Đó, mẹ nó cũng có chồng khác rồi với đứa học này cầu sáng. Mắt mờ là bẩm sinh luôn. Không. Tại vì nó cũng đi học được cái lớp 3 đó rồi sao nó mờ mắt luôn. Rồi nó nghỉ học. Cũng học trường cầu sáng này nè. Anh này anh ngủ mà anh ôm cái túi này làm cái gì ta? Cái vỏ đồ kê đầu, vỏ quần áo văn cho. Ai cho? Người ở sớm cho. Dạ. Dạ. Vậy. Cái ghi mà hôm trước cô bán á là gắn với cô hồi xưa cô mua bao nhiêu năm rồi? Tôi ở rồi năm dịch tới giờ đó. Nó bị bệnh dịch đó rồi. Chủ nhà trọ tao mình không có tiền đóng nhà trọ đó. Đầu rồi ta đuổi. Người ta đuổi với đồng á, mua chiếc ghe đó, cũng mượn từ lời mua chiếc ghe đó đó, mà nó ăn lời tội đó. Đây tao mở cho. Cái điện thoại nó cũng man rồi. Nè, đút vô nó có cái gì nè. Bấm đi. Anh nhỏ này hôm trước là anh khóc nè. Dạ, nó đó. Thằng anh nó đi học rồi. Giờ về đây mất cái ghe, có khóc có nữa không? Có hỏi không? Nó đi xuống ghe nhỏ hoài. Dạ, xuống cái xuồng nhỏ đó đó. Coi cái gì? Đi cháu nữa nè. Dạ không, cái này ở xóm. Còn sáu ở sao chốn xóm đời trời á. Nè coi gì coi nữa. Ở đây thì cô thấy cuộc sống ở bên Việt Nam sướng hơn hay là bên hồi xưa ở bên Cam sướng hơn? Ở bên Cam bển thì tôi cũng làm nghề cá và cũng ngồi hộp mà làm có tiền bạc ăn đỡ. Rồi xuống đây thì nó sướng hơn mà hoàn cảnh không có khả năng mà có tiền bạc ăn đó. Ở với Việt Nam mình thì nó sướng hơn chăm bề. Cái ngày mà cô kiếm tiền nhiều nhất là khoảng bao nhiêu tiền mỗi ngày? Một ngày trên Biên Chánh ha. Dạ. Trên Biên Chánh làm cá. Một ngày cũng làm cá tối ngày đổ làm ăn vậy đó. Là có cấp tủng nó đỡ khổ hơn mấy. Ở đây là mấy cái cây nhang mà cô Sanh cô bán ở chùa nè để kiếm tiền. Thì mỗi bó như vậy là cô bán được một bó gì tôi lời 5 ngàn. 5 ngàn. Dạ bán 10 ngàn, mình lãnh 5 ngàn. Dạ. Rồi mỗi ngày như mày bán được không ạ? Một ngày cũng bán được 30-40 bó vậy đó. Chủ yếu là bán vé số là chính. Dạ. Bán cái này với vé số bán đâu dễ hơn? Thì mình bán nhang nó dễ hơn, bán vé số nhiều cái mình ôm. Dạ. Dạ ôm không có tiền mà đền nổi. Cái ôm 4-5 tờ, 10 tờ cũng chừng. Khi mình lãnh 100 mấy tờ nữa. Dạ. Ở như con thấy cái mắt của cô cũng bị mờ hả? Dạ đúng rồi. Lý do tại sao vậy con? Rồi mấy đứa con cô lớn lên cũng mờ luôn. Thì có nhỏ con gái đó cũng mờ luôn. Dạ. Hồi xưa cái ghe cô đậu đâu cô chỉ con thử ấy. Hồi xưa ghe tôi đậu đây. Ở đây là cái xóm Việt Kiều, người gốc Việt sống bên Campuchia. Và bà con đã hồi hương trở về đây được hơn 20 mấy năm. Mọi người do cái nếp sống ở bên Campuchia sống trên ghe xuồng cho nên khi về đây thì cũng sống trên ghe xuồng luôn. Ghe tôi thì đó đậu đây. Cái xuồng nhỏ của tôi thì đậu ở ngoài kia đó. Bây giờ bán cái ghe bự rồi không có chỗ ở thì cũng là hai chồng ở cái xuồng này. Cũng đi vớt mũ sống qua ngày. Xuồng có mái che hả con? Dạ cái máy mui, cái mui có chài á. Là cái xuồng của tôi. Còn cái xuồng này? Xuồng bên kia là xuồng mấy nhỏ ghe dừa. Cái lùn dừa trong kinh ra đó. Dạ. Mấy chục năm cô về đây cô sống, đến bây giờ cô vẫn chưa có một cái nhà được gọi là ổn định. Cái cảm giác của cô như thế nào khi mà thấy cái lúc nào mình cũng lên cái số phận mình y như cái lục bình vậy nè? Dạ, tuổi thân lắm chú ơi. Tuổi từng tuổi này mà không có chỗ nào nương tựa là tuổi thân lắm. Tôi sống đây cũng nhờ nhà nước đây cũng lo cho con cháu học, cô cũng mang ơn dữ lắm. Mà từ bệnh dịch tới giờ tôi chưa có, nhà nước chưa cho tiền tôi, cho có một lần gạo thôi, mình là năm dịch đó. Có khi nào cô nghĩ rằng là nay mai cô yếu rồi, cô ngã xuống thì mấy đứa nhỏ nó như thế nào không? Có khi nào nghĩ đến những cái kết cục mà nó bi? Tuổi thân, tại mình từng tuổi này rồi mà lo con cháu không được rồi tuổi. Con nó không giữ con nó nữa, mình giao cho mình nuôi cháu, mình tuổi thân vậy thôi. Biết chừng nào mà già. Cô Sanh là năm nay bao nhiêu tuổi rồi ta? Tôi tuổi Hợi, không biết nhiêu tuổi. Cũng 50 mấy. 50 mấy tuổi rồi. Dạ. Tuổi Hợi. Đây xin chia sẻ với mọi người là một cái kho đất trống này, và mọi người tá túc tạm, mọi người dựng một cái nhà nhỏ như thế này này để ở. Và trước kia thì đây là một cái kho xưởng, bà con ở đây sống lên đơn như vậy đó, cứ sống nhờ vào cái việc bán vé số rồi bán nhang ở chùa. Có khi nào không có tiền rồi mình đói khổ không cô? Dạ có chứ. Từ đó giờ cái bữa cơm nào mà cô thấy thiếu thốn nhất? Gạo nhiều cái không có mà ăn đó. Thì bẻ bông một bình mình nấu canh chua vậy đó. Dạ có một cũng nhiều đợt lắm. Nhìn thấy điều hiu ghê ha. Dạ tôi sống thường ngày là nhờ địa phương sống ghiền, ai cho gì ăn nấy. Đó điên vậy thôi. Nếu như đợt trước mà cô không bán cái ghe đi để trả nợ thì cô nghĩ rằng là cái khoản nợ mình biết khi nào là mình có thể giảm bớt được? Dạ đóng lời hoài đó. Đóng lời miết vậy à? Dạ. Có nghĩ khi nào mình trốn nợ luôn không? Biết trốn đâu giờ, trừ ra có chết thôi. Anh này thì nếu mà ảnh không bị bệnh tật thì bây giờ ảnh sẽ là trụ cột gia đình này. Dạ nó bệnh tật đó, mới té nặng hoài cái gì bao sườn này đã thốn nên đâu ngày nay té. Vì sao anh té vậy cô? Nó đây nó xuống đây nè, tới bày bắt ba con ốc nè, nhiều cái con ốc nổi á, rồi nó té xuống đó. Thấy khó khăn ghê. Hôm trước thì con có duyên gặp cô khi mà con mua cái cũ của cô để cho một cái hộ gia đình khó khăn ở bên xóm quận 8. Thì hôm nay thì con biết được câu chuyện của cô á, thì con xin được cái số tiền 2 triệu đồng từ cô Luyến ủng hộ cho những cái hoàn cảnh gia đình khó khăn. Thì con xin gieo duyên cho cô số tiền 2 triệu do cô Luyến ủng hộ. Thì cũng hy vọng rằng là san sẻ bớt cái gánh nặng, và cô cũng hy vọng rằng qua cái đoạn clip này nhiều cô chú anh chị á tiếp sức cho cô để cô có một cái vốn nào đó để có thể khởi nghiệp lại và không còn phải cảnh nợ nần như hiện giờ. Dạ con xin gửi cho cô cái số tiền nhỏ nha. Trước khi tôi cũng cảm ơn chú, sau nữa cũng nhờ ơn chị Luyến đó cũng giúp đỡ cho tôi hoàn cảnh khó khăn, sống ngày nào cũng đỡ ngày nấy. Tôi cũng cảm ơn. Anh biết tiếng không? Dạ không đâu, nó không biết. Nhìn thấy vậy thôi à? Dạ. Dạ. Bây giờ là anh phải lo làm, có tiền, ăn cơm, non cái bụng. Hiểu không? Nói vậy hiểu không cô? Dạ hiểu, nó hiểu. Nhưng mà tiền thì không biết mệnh giá. Dạ đúng rồi, nó không biết tiền. Hơi, có nghĩa là hơi khờ khờ á. Có khi nào quậy phá gì không? Hiền lắm. Dạ hiền lắm. Ở đây thì ở đây con hỏi thăm là đây bà con ở đây sống tốt không? Sống với nhau hòa thuận không? Người này giúp đỡ người nọ. Dạ đúng rồi. Dạ. Như mấy con ghe dừa nó luồn ra là có gì nó cho mình ăn nó nấy. Rồi mấy cái hộ này, hộ Campuchia như mình á, thì họ sống với mình như thế nào? Ở với nhau chơi không rành. Dạ nó ở bên sông hay rồi đâu không biết. Dạ. Rồi như hộ mấy cô này là ở cái ngõ mà có đỏ thì ở đâu dưới ghe này. Dạ. Hình như chú đúng không? Dạ không. Không phải hả? Còn mấy cái nhà phòng trọ bên này là của ai? Không rành nữa. Cô chỉ biết là nhà mình thôi. Dạ đúng rồi. Dạ. Hy vọng rằng chuyến sau con quay trở lại thăm cô với mọi người sẽ có những cái niềm vui mới. Con cũng chúc cô với bà con ở xóm Việt Kiều này nhiều sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Con hy vọng rằng con quay trở lại thăm cô để đón nhận thêm nhiều niềm vui nữa. Dạ con chào tạm biệt cô nha. Dạ.